chương trình Hòa điệu đất chính phòng số tháng 3 năm 2015. Giới thiệu vở cải lương Người cha vĩ đại. Vai của Nguyễn Minh Sắc là cái vai mà tôi mong muốn được một lần để thể hiện trong cái nghiệp diễn viên của mình. Dồn hết tâm huyết của mình để làm sao mà bộc lộ hết tâm trạng của nhân vật trong cái bối cảnh này. Yêu nước, thương dân, đấu tranh trực diện với kẻ thù. Em sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tròn cái vai diễn của mình. Vở cải lương Người cha vĩ đại được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2015 trên kênh VTV Cần Thơ 1.